Nè dạ, bữa nay ba nghe bán vốn là con đi vệ sinh bậy trong nhà luôn đúng không? Tại sao vậy? Có chỗ không lo đi mà đi bậy trong nhà vậy? Con bị nhốt hả? Con bị nhốt sao? Con bị nhốt sao mà bị bậy trong đó? À con bị nhốt vậy nè hả? Nhưng mà mốt mà biết vậy là phải biết kêu cô chú ra mở cửa giùm biết không? Nghe không? Vô đây. Ngồi xuống. Rồi mốt ba để cái chuông ở trong đó. Mỗi lần mà buồn đi vệ sinh đó thì kêu cô chú biết không? Ok chưa? Giỏi. Mốt không có vậy nữa nghe không? Bị bậy trong nhà hay là tè bậy trong nhà nó là bị đòn nghe không? Xin lỗi bác ơi. Giỏi.